yên tâm đi. À, dù gì thì em cũng đã đem lại cho quý vị tất cả những cung bậc cảm xúc trong cuộc sống. Thì em cũng không nghĩ rằng là em đã được quý vị yêu thương đến nhiều như vậy. Và không phụ lòng quý vị là bằng cách là em sống tử tế. Em sống tử tế, em sống chân thành. Và em làm được gì điều tốt cho xã hội thì em làm. Còn trong cái phạm vi khả năng của em, và em phải biết kiểm soát trở lại. Chứ còn em không bao giờ phụ lòng quý vị. Quý vị nào từng yêu mến em, từng thương em, từng cổ vũ em, từng ở bên đi bên em, từ cái câu chuyện đầu đến bây giờ, quý vị cũng đau xót với em, rồi hạnh phúc cùng em, rung động với em, thì em rất là biết ơn. Và em đã mang một cái ân tình của quý vị đã trao cho em, một cái sứ mạng gọi là một cái sự tin tưởng tuyệt đối, để mà em ít nhất cũng đã làm ra được một cái câu chuyện để cho chúng ta có một cái cuộc thức tỉnh. Thức tỉnh gần như là chúng ta đã thực sự thức tỉnh trước những cái gọi là tạm ứng niềm tin, và niềm tin của chúng ta bị hủy diệt. Từ đây về sau tất cả chúng ta đều có những cái nhìn chín chắn hơn và cảm được những cái sâu sắc hơn trong cuộc sống. Bởi vì cái nơi nào mình nghĩ nó an toàn nhất thì chưa phải là an toàn đâu. Những nơi mình nghĩ nó nguy hiểm nhưng mà biết đâu nó lại an toàn. Cho nên trong cuộc sống á, mình đừng có khi nào mình đánh lừa cảm xúc của mình và mình thần tượng ai đó rồi mình sụp đổ, mình cảm thấy đau đớn, mình hụt hẫng, mình chới với, và mình cũng không cam tâm chịu nhận đó là đó là sự thật. Có đôi khi mình phải lừa dối mình để mình vượt qua những cái sự thật đó, đau lòng lắm. Vậy chính Phương Hằng tôi đã cố gắng vượt qua những cái lừa dối đó, cứ cố gắng tin là không phải, cố gắng tin là không có, nhưng cuối cùng sự thật nó vẫn là một sự thật trần trụi, trơ trẽn và rất là bỉ ổi. Cho nên là thêm một lần nữa thì ít nhất chúng ta cũng đã thức tỉnh, và cái niềm tin khi trao cho ai đó thì chúng ta phải hết sức là cẩn trọng. Bởi vì khi chúng ta bị đánh lừa thì chúng ta cảm thấy bị xúc phạm, mà khi ai đó lừa được mình thì chỉ vì niềm tin, chứ không có niềm tin thì không ai lừa được mình cả. Cho nên khi mà niềm tin á, mà bị gọi là đánh tráo khái niệm, đánh tráo niềm tin, và niềm tin bị tạm ứng không đúng chỗ đó, thì chúng ta sẽ trả giá rất là đắt, dù là nạn nhân nhưng mà chúng ta sẽ thấy ngậm ngùi, thấy mất đi cái ý chí sống và mất đi cái niềm tin trong cuộc sống. Thì đó là một trong những cái mà chúng ta sẽ bị mất phương hướng. Và đa số chúng ta đi tìm niềm tin, đi tìm nơi gửi gắm, bởi chúng ta thấy chơi vơi lạc lõng quá, chúng ta đi tìm một cái gì đó để bám biếu, để thấy rằng mình không chơi vơi. Nhưng mà khi mà cái niềm tin đó bị sụp đổ, chúng ta lại cảm thấy hoang tàn thêm một lần nữa, chơi vơi sụp đổ thêm một lần nữa, lại cảm thấy là mất phương hướng thêm một lần nữa. Đó là những cảm xúc mà Phương Hằng tôi đã trải qua rất là nhiều, phải nói trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc sống này cũng chỉ vì niềm tin. À, cho nên là nói gì thì nói, thì đâu đó tôi cũng thấy là tôi đã làm được tất cả những gì có thể để mang đến cho cộng đồng. Sau những cái cú va chạm mạnh này thì chúng ta lại có lúc để thức tỉnh. Chúng ta trật tự trở lại, chúng ta sống là có văn hóa trở lại, chúng ta phải biết đâu là đúng, đâu là sai khi trao niềm tin cho ai đó. Và khi mà làm một bất cứ một điều gì chúng ta đều phải cân nhắc. Và tôi là một trong những người mà tiên phong là bỏ đi qua tất cả những sĩ diện, những cái rất là đời, rất là thường, để mà nói lên tiếng nói của mình, để hôm nay tôi phải trả giá những cái gọi là nghiệt ngã, và những cái mà là người ta đã đối đãi với tôi như thế nào, thì coi như là ít nhất tôi cũng đã tạo ra được những cái làn sóng mới, những cơn gió mới để thổi vào cái cuộc sống cho chúng ta được tốt đẹp hơn, được mát mẻ hơn. Mặc dù là tôi phải trả giá, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy vui. Vui vì được làm người tử tế, vui vì mang được những cái sự thật đến để dâng hiến cho cộng đồng, cho xã hội, cho cuộc sống của chúng ta. Bây giờ từ nay trở đi thì chúng ta sẽ không bao giờ đi tin vào đồng bóng nữa, và chúng ta sẽ không bao giờ đi tin vào lan y, rồi lan băm, rồi những cái bệnh hoạn, những cái quảng cáo thuốc trên mạng nữa. Đó là những cái mà tôi có thể làm được. Ít nhất thì không tin tôi 100% thì ít nhất cũng phải được 50, thì cũng đã mừng lắm rồi. 50% để mà gây dựng lên được cuộc sống tốt đẹp hơn, tỉnh táo hơn, văn hóa hơn, trong sạch hơn, lành mạnh hơn là tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Và một lần nữa thì tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi cái chương trình này, và tôi sẽ trở lại vào ngày thứ bảy. Thì hôm nay tôi bắt đầu lấy lại phong độ và chúc cho quý vị một buổi tối thật là bình an, thật là hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và không quên thứ bảy trở lại để mà theo dõi tiếp những cái gì, những sự kiện mới mà Nguyễn Phương Hằng tôi có thể tiếp tục mang nhiều cảm xúc đến cho quý vị. Chúc quý vị một đêm thật là bình an, thật là hạnh phúc và một đêm ngon giấc. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị.